Có nhiều cô chú anh chị cứ mới trồng xong rồi bỏ cho nguyên một đống phân, nguyên đống phân ở trên này nè, hỏi nhắn tin hỏi em rồi sao em ơi sao chất lan chị mới trồng mà sao nó lại sao nhanh chết vậy, thì em mới kêu chụp hình cho cái chậu lan cho em coi. Thì cây lan mới trồng rồi lại bỏ đầy phân ở trên mặt chậu này cả nhà, thì những cái rễ này nó sốc mà, xong rồi cái tưới tưới nước lên nữa, tưới nước lên nữa cái phân nó trôi xuống thì sẽ làm dễ cái lan nó sẽ dễ chết ha cả nhà ha. Em xin kính chào các cô chú anh chị hoa lan trên cả nước ạ. Đây là một cái dòng lan kiều trắng của Thái nha cả nhà. Kiều trắng của Việt Nam chúng ta thì hiện tại thì hơi hiếm cho nên là ít người chia sẻ, nhưng mà hiện tại thị trường hoa là vườn em thì cũng có nhiều cái loại hoa là kiều trắng này. Cả nhà cũng rất dễ sưu tầm. Khi chúng ta mua về á, để trong cái chậu như thế này á, thì nhìn nó hơi xấu đúng không chúng nha. Nhà vườn trồng thì trồng những cái chậu như thế là vừa tiết kiệm diện tích, vừa dễ chăm, giờ cũng vừa gửi lan cho tới các cô chú anh chị dễ hơn. Để khi chúng ta mua về rồi á, để thay chậu cho nó đẹp hơn, thì cái chậu á, thì cả nhà có thể là trồng vào một cái chậu nhựa như thế này nè, cái chậu nhựa như thế này, chậu nhựa nan như thế này, rồi bỏ cái thể vô. Hoặc là cái chậu đất như thế này đó, hoặc là cái chậu cũng có nan phụ. Còn hai nữa mà để mà tôn vinh, hai nữa để nó tôn vinh cái lan hơn á, thì chúng ta nên trồng bằng cái chậu gỗ nha cả nhà. Đây cái chậu gỗ bỏ vô đây đó, đây cả nhà nhìn thấy nó đẹp hơn đúng không. Khi nhổ ra là có những cái rễ mà cả nhà thấy có những cái rễ nào mà nó bị hư á đó, thì cả nhà cắt bỏ đi. Nên trước khi xử lý cái để trồng lại thì cả nhà nên để cho cái chậu lan này nó khô. Chậu lan này nó khô là cả nhà hãy làm ha. Chọn chậu để trồng làm sao để cho thích hợp với cái tiểu khí hậu của vườn mình. Thì tất cả các loại chậu em giới thiệu vừa qua thì có thể trồng được hết cả nhà, nhưng mà cái vườn nào mà hơi ít gió thì nên ít gió thì nên trồng những cái loại chậu như thế này nè, thoáng đó, thoáng. Còn cái chậu nào mà cái vườn mà còn cái vườn nào á mà thông thoáng, gió nhiều suốt ngày luôn á, thì nên trồng bằng cái này thì nó giữ ẩm tốt hơn, nó sẽ không làm mất nước nhanh hơn. Để mà cho cái chùm lan này nó phát triển tốt á, thì cả nhà đừng nên tháo những cái này ra nha. Những cái này người ta trồng là để nè, tại vì những cái rễ con nó đang bám trong này rồi. Bây giờ chúng ta lột cái này ra nè, nó sẽ làm bị sốc, nó bị tổn thương cái rễ, cái cây lan nó sẽ bị đứng. Thì đã nhổ ra vậy thì cái lan nó cũng đã bị hơi sốc rồi, nhưng mà nó vẫn còn cái phần ở trong để nó nuôi ở trong. Đó. Còn nếu mà trồng lan để tốt hơn nữa thì cứ để nguyên cụm gì trồng luôn, là đừng nên tách. Nhà mà ít giống thì tách ra để nhân, như cụm này có thể làm nhân làm ba chậu. Thì em thì chọn là làm một cái chậu như thế này luôn đó, bỏ chậu gỗ cho nó đẹp là nó sẽ nhanh phát triển và những cái thân này nó sẽ mạnh hơn. Thì đặc biệt cái giống kiều này á, là có thể được trồng được quanh năm nha cả nhà, nó không có phải trồng vào mùa nào hết. Chẳng hạn như có cây trồng vào mùa xuân, có cây trồng vào mùa hè thì nó mới tốt. Thì cái cây kiều này có thể là trồng quanh năm đó. Thì bây giờ nó cũng có thuốc tích rễ rồi, rất là dễ trồng. Thì cả nhà trồng như thế này xong khoảng chừng 2 ngày, trồng như thế này xong là 2 ngày không tưới nha cả nhà. Trồng lan nó cũng đơn giản thôi, đừng có phức tạp quá cái về vấn đề mà trồng lan. Chúng ta cứ càng chọn cái thể làm sao đơn giản thì càng tốt. Bây giờ cái những cái than này thì đem về đập nhỏ ra rồi rửa sạch nó là chúng ta trồng được rồi. Còn vỏ thông á, thì cả nhà nên là về rửa sạch rồi, một thì phải luộc qua, hai á, thì là phải ngâm cái vôi trong đó. Ngâm cái vôi trong rồi cả nhà xài. Còn cái than này thì đã đốt rồi, thì những cái nấm thì nó cũng rất là hiếm hiếm gặp nha cả nhà. Than trồng thì rất hiếm hiếm gặp nấm, thì cái than sử dụng được 2 năm, cũng có thể sử dụng được 2 năm, 2 3 năm gì đó. Rồi khi chúng ta đã trồng xong cái chậu lan thế này thì cả nhà để không 2 ngày không tưới ha cả nhà ha. 2 ngày không tưới. Chúng ta sát khuẩn qua bằng cái phi san hoặc là cái chế phẩm Hùng Nguyễn nha cả nhà. Cái tốt nhất là cả nhà mua chế phẩm Hùng Nguyễn, là cái phẩm 6 trong 1 á, thì nó có dừa, có sát khuẩn nè, kích rễ nè, kích mầm nè. Đó, thì cả nhà tưới qua với liều lượng là 1 cc trên 1 lít nước, tưới qua cho cái chậu lan của mình. Sau đó khoảng chừng 2 tiếng sau chúng ta lại tưới nước lại thật đẫm nha cả nhà. Rồi cứ để đó, cứ 2 ngày tưới một lần, 2 ngày tưới một lần thôi. Riêng cái kiều này á, là nó không thích tưới nhiều, cả nhà cứ 2 ngày tưới một lần. Mà mỗi lần tưới thì cả nhà nên nhớ là tưới thật là ướt đẫm cho cái nước nó chảy gồng 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 hết cái chậu này nè, chứ đừng có nên là tưới cái qua cái lá này không, tưới qua lá này không mà trong khi cái rễ nó chưa có nước ở dưới nữa thì cả nhà đã ngưng rồi, thì làm cho cây lan nó sẽ bị dễ bị sốc nha cả nhà. Đó. Với phần nữa đừng có nên tưới tưới nước nhiều quá, đừng có nên sáng tưới, trưa tưới rồi chiều tưới. Chúng ta cũng tưới
thì yêu lan mà em biết em cũng chơi lan cho nên em biết mình rất là yêu quý cây lan, nhưng mà muốn tưới lan thì chúng ta phải kiểm soát được cái giá thể, nhìn cái giá thể nó còn ướt hay không, nó khô thì chúng ta hãy tưới, nhiều khi nó còn ướt quá lại đem tưới 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 riết rồi cây lan nó sẽ rất là dễ bị bệnh ạ. Có nhiều cô chú anh chị cứ mới trồng xong là bỏ cho nguyên một đống phân, nguyên đống phân ở trên này nè, hỏi nhắn tin hỏi em rồi sao em ơi sao cho lan chị mới trồng mà sao nó lại sao nhanh chết vậy, thì em mới kêu chụp hình cho cái chậu lan cho em coi. Thì cây lan mới trồng rồi lại bỏ đầy phân ở trên mặt chậu này cả nhà, thì những cái rễ này nó sốc mà, xong rồi cái tưới tưới nước lên nữa, tưới nước lên nữa cái phân nó trôi xuống thì sẽ làm dễ cái lan nó sẽ dễ chết nha cả nhà ha. Rồi cả nhà có sưu tầm về các giống lan như là kiều trắng kiều cả nhà có sưu tầm các giống lan như là kiều trắng, kiều tím miền Trung, kiều tím miền Tử, hoặc là kiều vàng, kiều vàng để chơi Tết, thì cả nhà cứ sưu tầm em đó. Thì cả nhà có cần các giống lan thì cả nhà có thể liên hệ với em qua cái Zalo 0932 636 345, hoặc là cái Facebook là Giang Thanh Hùng. Vườn lan của em là vườn lan Giang Thanh Hùng nha cả nhà. Lên Google có search ra địa chỉ đi tới nhà em luôn ạ. Em mời các cô chú anh chị tới vườn em để tham quan và giao lưu ạ. Rồi em xin chúc các cô chú anh chị chăm lan thật tốt.